Quý khán thính giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần của đài IBC qua phần trình bày của sứ ngôn viên Minh Đăng và Tuyết Nha. Và đây sẽ là những bản tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ sẵn sàng gia hạn liên minh bảo thủ với thủ tướng Orbán của Hungary. Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump đã nói trong một đoạn tin nhắn video vào thứ Sáu, ông sẵn sàng nối lại liên minh bảo thủ với thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc của Hungary là Viktor Orbán. Ông Orbán cũng là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump tại Âu Châu, nơi mà những bình luận của cựu Tổng thống Hoa Kỳ cho thấy ông sẽ không bảo vệ các quốc gia không đáp ứng những cam kết chi tiêu quốc phòng của NATO, khiến cho nhiều nhà lãnh đạo lo lắng. Một nhiệm kỳ Tổng thống mới của ông Trump có thể xoa dịu băng giao giữa Hoa Kỳ với Hungary, quốc gia đang bị Washington chỉ trích vì băng giao chặt chẽ với Nga và trì hoãn việc phê chuyển Thụy Điển gia nhập vào NATO. Nhưng cuối cùng Budapest cũng đã đồng ý vào hồi tháng 2 vừa qua. Thông điệp của ông Trump được phát ngay tại hội nghị hành động chính trị bảo thủ CPAC, hội nghị bảo thủ nổi bật nhất của Hoa Kỳ tổ chức tại Budapest, một sự kiện CPAC lần thứ 3 như vậy tại Hungary. Những năm làm tổng thống trong nhiệm kỳ của ông Trump đã mang lại băng giao chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Hungary, ngay sau khi các chính quyền trước đó cáo buộc chính phủ ông Orbán đã hạn chế quyền tự do dân chủ như là tự do báo chí hay sự độc lập của ngành tư pháp. Làn sóng biểu tình ủng hộ cho Palestine trong các trường đại học Hoa Kỳ đã vấp phản ứng vũ lực. Các cuộc đụng độ gia tăng giữa cảnh sát và sinh viên phản đối cuộc chiến của Israel ở tại dải Gaza, cập nhật vào ngày 25 tháng 4, đặt ra câu hỏi về các biện pháp vũ lực được sử dụng nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình đã gia tăng kể từ những vụ bắt giữ hàng loạt tại trường đại học Columbia ở New York vào hồi tuần trước. Các nhà hoạt động cho biết trong những ngày vừa qua, cơ quan thi hành pháp luật theo lệnh của các nhà quản lý trường đại học đã dùng roi điện và hơi cay chống lại những sinh viên biểu tình tại Đại học Emory ở Atlanta, trong khi cảnh sát chống bạo động cưỡi ngựa đã giải tán hết các cuộc biểu tình ở Đại học Texas ở Austin. Các công tố viên vào hôm ngày 25 tháng 4 đã bãi bỏ cáo buộc đối với 46 trong số 60 người bị bắt giữ tại Đại học Texas. Ở trường Đại học Columbia là tâm điểm của phong trào biểu tình ở Hoa Kỳ, các lãnh đạo của trường đang rơi vào tình thế bế tắc với sinh viên về việc dỡ bỏ một khu lều trại đã được dựng lên hai tuần trước để phản đối các cuộc tấn công của Israel. Chính quyền vốn đã cho phép thời hạn ban đầu để thỏa thuận với sinh viên cho những người biểu tình là thời hạn lên đến ngày 26 tháng 4 để đạt được thỏa thuận. Các trường đại học khác ở tại Hoa Kỳ tỏ ra quyết tâm ngăn chặn về việc hình thành các cuộc biểu tình kéo dài tương tự và chọn việc hợp tác với cảnh sát để ngăn chặn chúng một cách nhanh chóng và trong một số trường hợp là bằng vũ lực. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng những cuộc biểu tình của sinh viên là dấu hiệu của nền dân chủ và chê bai sự im lặng đối với Hamas. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 26 tháng 4 cho biết những cuộc biểu tình tại các trường đại học Hoa Kỳ phản đối cuộc chiến của Israel, đồng minh của Hoa Kỳ tại Gaza là dấu ấn của nền dân chủ Hoa Kỳ, nhưng chỉ trích điều mà ông gọi là sự im lặng về nhóm chiến binh Palestine-Hamas. Theo thống kê của Reuters, cảnh sát đã đụng độ với những sinh viên chỉ trích chiến tranh và sự ủng hộ của chính quyền ông Biden đối với cuộc chiến của Israel tại Gaza, với gần 550 vụ bắt giữ trong những cuộc biểu tình trong tuần trước trên khắp các trường đại học lớn của Hoa Kỳ. Khi được hỏi tại cuộc họp báo ở Trung Quốc rằng liệu ông có chấp nhận thông điệp của người biểu tình hay không, ông Blinken nói rằng ông hiểu cuộc xung đột đã gợi lên cảm xúc mạnh mẽ và chính quyền đang làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn chiến tranh. Tuy nhiên, ông đề nghị những nhà phê bình nên tập trung sự phẫn nộ vào chiến binh Hamas, những người gây ra cuộc chiến bằng việc tấn công vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng, bắt hơn 250 người làm con tin. Theo Bộ Y tế tại Gaza do Hamas cai trị, phản ứng quân sự của Israel ngay sau đó đã làm hơn 34.000 người Palestine tử vong và hơn 77.000 người bị thương. Ngũ Giác Đài nói Iran nên đặt câu hỏi về hiệu quả của vũ khí sau khi Israel tấn công thất bại. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết vào ngày 26 tháng 4 rằng Iran nên đặt câu hỏi về hiệu quả của các hệ thống vũ khí sau cuộc tấn công thất bại vào Israel vào hồi đầu tháng này. Austin nói thêm rằng Israel có một khả năng đáng kể để tự vệ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã nói, bây giờ những gì người Iran học được, tôi không thực sự chắc chắn. Nhưng điều họ nên học là, trước hết, hệ thống của họ không hoạt động như là quảng cáo, rằng họ đã sử dụng rất nhiều đạn dược với mục đích tạo ra thiệt hại đáng kể trong Israel. FCC đã cấm những nhà mạng viễn thông Trung Quốc cung cấp dịch vụ băng thông rộng tại Hoa Kỳ.
Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ FCC đã cho biết ngày 25 tháng 4 ra lệnh cho những chi nhánh của China Telecom, China Unicom và China Mobile tại Hoa Kỳ ngừng hoạt động về Internet băng thông rộng cố định hoặc di động tại Hoa Kỳ. Theo Reuters, FCC nói họ đã yêu cầu những nhà mạng Trung Quốc phải ngừng dịch vụ trong 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực của lệnh về việc trung lập trong lưu lượng truy cập Internet vốn đã được phê duyệt vào ngày 25 tháng 4. Lệnh này áp dụng với những công ty viễn thông Trung Quốc Pacific Networks và công ty con mà công ty này sở hữu là Comnet. Ủy ban FCC trước đây còn cấm các công ty kể trên cung cấp dịch vụ viễn thông và những quyết định này đã được Tòa án Hoa Kỳ giữ nguyên. Ngày 25 tháng 4, Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel đã nói, Ủy ban có bằng chứng cho thấy những nhà mạng viễn thông Trung Quốc cung cấp dịch vụ băng thông rộng tại Hoa Kỳ. FCC viện dẫn lo lắng về an ninh quốc gia khi thu hồi hoặc là từ chối quyền cung cấp dịch vụ viễn thông của các công ty Trung Quốc. FCC đã nói các công ty viễn thông Trung Quốc đã bị chính phủ Trung Quốc khai thác, gây ảnh hưởng và kiểm soát. Và kính thưa quý vị, tiếp nối chúng tôi xin mời quý vị điểm lược sơ qua những bản tin đáng chú ý trong bản tin Á Châu và Việt Nam. Sau đó sẽ là một vài giây phút dành cho phần bảo trợ thương mại. Cùng với đài trình IBC TV, Xuân Hương Vi Thuyết Gia và Minh Đăng sẽ quay trở lại để gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng đón xem. Các thị trấn nhỏ tại Nam Hàn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt bác sĩ. Phó Chủ tịch Trung Quốc tham dự lễ khai mạc triển lãm trồng trọt International 2024. Ấn Độ đã bác bỏ báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ. Gần 74.000 gia đình ở đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước do tình trạng khô hạn. Hà Nội cho biết lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông là vi phạm chủ quyền Việt Nam.